Học ngành nào để có cơ hội việc làm tốt nhất khi du học Canada? Đây là câu hỏi khá nhiều bạn sinh viên băn khoăn thắc mắc. Để giúp các bạn có câu trả lời thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ chia sẻ cái vấn đề này trong cái chủ đề nên chọn ngành nào khi du học Canada để có cơ hội việc làm và định cư cao. Những ngành mà cơ hội việc làm cao tại Canada. Y tá điều dưỡng. Tại các nước phát triển, ngành y tá điều dưỡng là ngành nghề rất tốt và thuận lợi để săn tìm cơ hội việc làm sau khóa học cũng như cơ hội định cư. Y tá điều dưỡng tại đây được tôn trọng và có nhiều phụ trợ nghề nghiệp hơn các nghề nghiệp khác. Tại Canada, ngành y tá điều dưỡng rất được coi trọng, dễ xin việc và có mức lương thu nhập khá cao. Sau khi kết thúc chương trình cao đẳng đại học thì sinh viên được phép ở lại Canada đi làm và nộp hồ sơ xin thường trú tại Canada. Ngành kỹ thuật. Canada tự hào là một trong những quốc gia đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất thế giới, mang tính thực tiễn cao và được các nhà tuyển dụng ưa chuộng. Đây là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao và có sự phát triển ổn định. Theo báo cáo, các nhân sự làm việc trong ngành này cũng có mức độ ổn định và ít nhảy việc hơn các ngành khác. Ngành quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nhân lực là việc khai thác sử dụng nguồn nhân lực của một công ty, tổ chức một cách hợp lý, hiệu quả. Ngày càng nhiều công ty chú trọng về vấn đề nhân sự như tuyển dụng, huấn luyện, quan hệ nhân viên. Do đó, nhu cầu đối với quản lý nhân sự đang ngày một tăng và chưa có chiều hướng hạ nhiệt. Ngành quản trị du lịch nhà hàng khách sạn. Với diện tích lớn và được thiên nhiên ưu ái ban cho những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như những thác nước hùng vĩ, những núi đá trùng điệp, những hồ nước thơ mộng, cùng với nhiều lễ hội lớn, các bảo tàng lâu đời, Canada có một nền giáo dục phát triển mạnh mẽ và ổn định, đòi hỏi nhiều nguồn nhân lực. Ngành đầu bếp chuyên nghiệp. Nghề đầu bếp cũng là một trong những nghề đang thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng nhất tại Canada. Du học Canada, ngành đầu bếp, sinh viên sẽ được trải nghiệm chương trình học cực kỳ hấp dẫn và mang tính thực hành cao. Các khóa học nấu ăn tại đây được lồng ghép với chương trình thực tập hưởng lương tại nhiều hệ thống khách sạn và nhà hàng của trường để tích góp kinh nghiệm. Chính sách định cư tại Canada như sau. Chính phủ Canada cho phép sinh viên sau khi tốt nghiệp được ở lại làm việc hợp pháp toàn thời gian đến 3 năm. Đây là ưu điểm lớn của Canada so với các nước khác như Úc tối đa là 2 năm. Anh không cho phép ở lại vì các chuyên ngành mà sinh viên đang học đều thuộc danh mục nghề nghiệp thiếu hụt của nền kinh tế. Cùng chương trình đào tạo hướng tới thực hành cao nên gần như tất cả các sinh viên của trường đều có thể tìm việc thích hợp trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp là tiền đề để định cư tại Canada. Theo quy định của chính phủ Canada, sinh viên được phép nộp hồ sơ xin định cư chỉ sau 6 tháng làm việc full time sau tốt nghiệp, trong khi các nước khác như New Zealand, Úc thì ít nhất là mất 1 năm. Bên cạnh đó, chính phủ cho phép các tỉnh bang còn đưa ra những chương trình nhập cư riêng để thu hút lao động quốc tế đối với một số nghề có nhu cầu nhân lực cao như là du lịch khách sạn, nhà hàng, điều dưỡng, y tá, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, phi công, v.v. với cơ hội định cư cao. Nếu như bạn muốn chọn một khóa học mà có cơ hội định cư cao và trong thời gian ngắn thì công ty có thể giới thiệu cho bạn hai chương trình sau. Một, đó là chương trình đào tạo nghề. Các bạn sinh viên tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp trung cấp cao đẳng đại học sẽ có chương trình đào tạo tay nghề theo hình thức co-op, thực tập hưởng lương 4-6 đợt mỗi năm. Nếu bạn muốn định cư Canada sớm và nhanh nhất, các ngành nghề cần nhân lực và có hình thức co-op, du lịch nhà hàng, khách sạn, quản trị kinh doanh, y tế, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giáo dục với chi phí vô cùng tiết kiệm và thời gian học ngắn. 2. Chương trình co-op cho chương trình đào tạo sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đối với những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, thời gian học ngắn chỉ từ 8 tháng đến 1 năm và được tham gia thực tập hưởng lương. Sau đó, nếu sinh viên được đăng ký, hợp đồng lao động sẽ được ở lại định cư. Chính sách định cư và việc làm dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada. Chính sách việc làm với những ngành nghề ưu tiên nhằm bù đắp nhân lực cho nền kinh tế chính phủ đã đưa ra với các nghề nghiệp ưu tiên khi xét định cư tại Canada thành 3 nhóm nghề chính. Các ngành nghề và quản lý. Các ngành nghề đòi hỏi trình độ cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Các ngành nghề đòi hỏi trình độ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề. Trong đó, các nhóm ngành nghề các du học sinh Việt Nam thường chọn đó là kinh doanh tài chính và quản trị du lịch khách sạn, khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng, y tế điều dưỡng, giáo dục luật và hành chính. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0283848 4879. Tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 0283838 2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.